mọi người hãy cùng đến. Hôm nay chúng ta cũng cùng tiếp một vài năm thanh QSA ở đây cho anh khách bàn giao để sáng mai chúng ta cùng lắp đặt, thì cũng như là anh khách cũng đang thắc mắc và tìm hiểu giữa là hai quay và ba quay nó sẽ như thế nào, thì hãy cùng Hải Đăng đi vô phân tích sâu về dàn âm thanh hôm nay. Vâng, thì hiện tại mọi người đang thấy đó chính là sản phẩm Array QSA Kara 210. Thì mọi người có thể thấy là Kara 210 này với biên độ là 4 ohm, công suất là 700W và độ nhạy là 143 dB, và giải tần rất là rộng là từ 45 cho tới 20Hz, còn được gọi là loa full toàn giải. Với dòng loa QSA 210 này, chúng tôi thiết kế với các chấu kết nối rất là phù hợp, rất là chắc chắn để chúng ta có thể kết hợp nhiều loa dãy Array ở đây như thế này. Màng lưới cũng được tích hợp chống hạn chế nước mưa về các tay cầm và các điểm kết nối rất chắc chắn. Với thùng cát xê được chúng tôi thiết kế đặt sẵn cho riêng mẫu loa QSA 210 như thế này, thì mọi người không cần phải lo những cái vấn đề mà bị cản âm. Mọi người cũng có thể thấy là tôi rất là đơn giản trong vấn đề nhấc cái thanh này lên để chúng ta không bị mất cái tiếng âm phát ra phía ngoài. Và thùng cát xê phía dưới thì chúng tôi sẽ tận dụng để nâng cao cái loa Array lên, để cho cái loa Array này có thể phủ xa hơn, đánh xa hơn. Sub QSA mã KS28 sử dụng một cặp bát 5 tấc đôi Q100 cho công suất đạt đỉnh lên tới 2000W. Vỏ được thiết kế khá dài, họng cũng như là tay cầm được thiết kế và cánh đo rất là hợp lý. Chúng ta cũng có thể treo, cũng có thể kết nối các thiết bị phía trên một cách hoàn chỉnh để tránh cái vấn đề rớt hoặc là xê dịch khi mà sức đánh lực lớn rung. Và dàn QSA của chúng tôi cũng có loa mid low. Thì mọi người cũng có thể thấy là các chấu liên kết của chúng tôi đều hợp lý với tất cả các dãy array phía trên, cũng như là kết nối với lại loa sub ở phía dưới. Chúng tôi đều có bát và giá treo, cũng như là thiết kế các móc nối rất là chắc chắn. Và mọi người cũng đang thắc mắc là vì sao Hải Đăng không đưa cái mid low lên vị trí ở chỗ này để mà cho cái dàn của chúng ta nó cân đối. Thì hiện tại là anh khách cũng đang tiến hành qua đây, và Hải Đăng cũng đang là tiến hành test cho anh khách. Thì anh khách cũng thắc mắc là giữa loa hai quay và dàn loa ba quay nó có điểm gì khác nhau. Thì trước mắt thì Hải Đăng sẽ cho anh ấy trải nghiệm cái dàn loa hai quay, cũng như là chờ chút xíu nữa thì Đăng cũng sẽ set up loa ba quay lên vị trí này và cho anh khách cũng trải nghiệm. Thì với dàn loa hai quay như thế này, chúng tôi hiện tại đang sử dụng là một cặp Array QSA 210 với bát 25 đôi. Với một sub như thế này thì nó rất là phù hợp cho không gian tầm khoảng 20 bàn cho tới 30 bàn, cũng như là công suất nó đáp ứng đủ nhu cầu cho một show đám cưới tiêu chuẩn. Thì với hệ thống như thế này thì mọi người không có phải đắn đo nhiều, hệ thống âm thanh của chúng tôi cũng được canh đo và test rất là kỹ, cũng như là lắp đặt setup rất là kỹ, nên là với một dàn căn bản hai quay như vậy cũng đã đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng mong muốn. Thì với khi chúng ta kết hợp ba quay á, thì nó sẽ tăng tuổi thọ của cái dòng loa Array phía trên và full phía trên sẽ lên cao hơn, tại vì chúng ta sẽ giúp một cái phần mid low tiếng bass nó xuống dưới nhiều hơn, và giống như là chúng ta sẽ cắt cái là giải full nó lên cao hơn và sẽ độ bền nó sẽ tăng lên cao nhiều hơn. Thì đó là ưu điểm của cái dòng loa ba quay, nhưng mà nó sẽ hơi một chút xíu là chúng ta sẽ khó căn chỉnh cũng như là set up hơn, để kỹ thuật nó cần phải đòi hỏi cao cấp. Thì chúng tôi cũng đã set up một dàn căn bản, đây là những cái thiết bị demo để chiều nay anh khách có thể nghe được. Thì thiết bị của chúng tôi gồm có một mixer Dynacord CMS1000 với 12 line, phù hợp chúng ta có thể kết nối được 4 mic, cũng như là hệ thống trống, đàn organ, cũng như là hệ thống nhạc. Chúng tôi có hai đường out, đó là hai đường master cũng như hai đường monitor. Xuống đây thì chúng tôi có hệ thống xử lý, đó là code Ally cũng như là code DBS. Thì anh khách cũng có thể lựa chọn là 4 in 8 out hoặc là 2 in 6 out.
hệ thống men đẩy chúng tôi luôn luôn phù hợp với lại những cái dòng loa như thế này. Ví dụ như men Saudi S4 cân cho công suất là 2000W một cân, và men Saudi ST2004 cho công suất là 2500W một cân. Và với một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp thì không thể thiếu một bộ mic chuyên nghiệp. Thì chúng tôi ở đây chúng tôi sử dụng bộ mic Saudi S800 được công ty chúng tôi đặt hoàn toàn linh kiện ở nước ngoài, cũng như là bộ mic này cho khoảng cách xa lên tới 300m, tiếng mic rõ, không bị bể tiếng, cũng như là ra những chất âm tròn, không bị méo. Hệ thống âm thanh QXA này thì cũng không quá xa lạ với mọi người. Chúng tôi đã có những chương trình công trình mẫu ở ngoài Thái Bình, cũng có một dàn QXA gồm có 5 loa QXA 210, 5 cặp QXA 210, cũng như là một cặp Piclo sử dụng. Và công trình ở Sa Đéc đó là một công trình cũng là khá là lớn, ở trong một cái nhà hàng tiệc cưới, cũng sử dụng một Piclo và một cặp loa QXA 210. Và công trình trọng điểm của chúng tôi đó chính là ở ngoài bến Tre Ba Chi. Đó là anh khách sử dụng một dàn rất là lớn là một cặp QXA 210, và anh cũng đã đặt thêm một cặp nữa Piclo QXA 210 để cho một dàn array 5 như thế này. Thì mọi người có thể xem trên màn hình chúng tôi cũng đã hiển thị những hình ảnh của những cái công trình đó. Khi chúng tôi setup lắp đặt thì dĩ nhiên là sẽ vận chuyển tận nơi, cũng như là căn đo các thiết bị một cách hoàn chỉnh nhất cho khách hàng, và hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi tặng thêm dây cũng như là các thiết bị linh kiện cần thiết. Thì mọi người với vấn đề bảo hành thì chúng tôi cũng sẽ bảo hành cho quý vị trong 2 năm sau khi lắp đặt xong dàn âm thanh và bàn giao dàn âm thanh. Thì mọi người cũng có thể, nếu có thắc mắc gì trong vấn đề về thiết bị, chúng ta cũng có thể liên hệ tới DS89 Audio với showroom của chúng tôi là 161 Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh. Và ngoài ra chúng tôi còn các chi nhánh như ngoài Hà Nội, ngoài Nha Trang, và ở Long An chúng tôi đều có chi nhánh để có thể mà phục vụ cho quý khách trong vấn đề là di chuyển, vận hành, bảo hành cũng như là chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Thì mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn và nhớ like và subscribe kênh.